Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trên tay mình đây là chiếc iPhone 8. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm một cái trải nghiệm vui thôi với tựa game Free Fire Max trên chiếc iPhone 8 này, để xem ở thời điểm hiện tại nó sẽ thể hiện như thế nào với tựa game Free Fire Max nhé. Rồi, và với tựa game Free Fire Max thì mình đã test trên chiếc iPhone 8 Plus, và link các clip mình để dưới phần mô tả thì anh em có thể click vào đó để theo dõi. Với chiếc iPhone 8 Plus nó chơi rất là ok, thì mình tin rằng là không có cái lý do gì mà chiếc iPhone 8 này lại gặp khó khăn cả. Tuy nhiên, cũng giống như là mình đã chia sẻ bên tựa game Liên Quân Mobile ấy, thì các bạn thể thấy là với một cái màn hình nhỏ như thế này, với tựa game Liên Quân Mobile thì chúng ta còn có thể khắc phục được, đúng không? Nhưng mà với những cái tựa game bắn súng, những tựa game mà chúng ta cần phải nhìn cái mục tiêu, thì chiếc iPhone 8 này với cái màn hình 4,7 inch rất là nhỏ, các bạn nhìn này, cái cảm giác cầm nắm nó sẽ rất là mỏng và nhẹ, và nó lọt thỏm trong bàn tay mình luôn. Thế cho nên là cái khả năng nhìn mục tiêu có thể là nó sẽ gặp khó khăn hơn. Rồi, 414.370 điểm là điểm doanh thu của chiếc điện thoại này. CPU 112.793 điểm, GPU sẽ là 130.265 điểm, RAM 89.365 điểm, 68 điểm, và phần mềm sẽ là 81.944 điểm. Ở đây cái phiên bản iOS đang ở trên chiếc iPhone 8 này, đó là iOS 14.3, một cái phiên bản rất là thấp, và mình thấy rằng cái phiên bản này rất là phù hợp với chiếc điện thoại này. Đây là phiên bản 256GB, thế cho nên dữ liệu của các cái trò chơi, của những cái tựa game mình đều đã tải full hết rồi nhá, nên anh em hoàn toàn thể yên tâm. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào tựa game Free Fire Max. Pin của chiếc điện thoại này thì chúng ta cũng chỉ còn đây xem nào, 82% mà thôi anh em ạ. Nếu như mà anh em muốn sử dụng nó một cách hiệu quả nhất thì có lẽ là nên thay pin. Nhưng 82% thì nếu như mà anh em nào đang pin ở mức 80% đổ lên thì không cần thay đâu. Đấy, dưới 80% thì hãng thay nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vào tựa game Free Fire nhá. Ok, đầu tiên thì mình sẽ vào trong phần cài đặt này. Rồi, iPhone 8 thì mình tin rằng nó sẽ chơi rất là mượt thôi, không gặp vấn đề gì cả. Độ phân giải cao này, đồ họa cao này, bóng đêm mở này. Rồi, nói chung là sẽ max setting cái chế độ này nhá, cái trên điện thoại này nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ chơi một cái ván ở chế độ sinh tồn xếp hạng này. Lúc sáng ở đây thì mình cũng đang để max sáng nhanh nhá. Rồi, ok, 45%. Xuống khá là nhanh anh em nhỉ. Rồi, như vậy là mình đã vào trong tựa game Free Fire. Thì ở đây các bạn thể thấy là cái hình ảnh và mức độ di chuyển nó rất là ok, đúng không? Cái khả năng vuốt chạm đây nó rất là ok, rất là thoải mái. Mặc dù với chiếc iPhone 8 này chúng ta có một cái kích thước máy khá là bé, nhưng mà cái âm thanh nó cho ra vẫn rất là ok, vẫn rất là lớn, đủ để anh em có thể là sử dụng nhá. Bởi vì nó vẫn sẽ có một cái loa kép dạng là loa stereo. Sa mạc à. Nói về chiếc iPhone 8 này thì trước đây khi mà chiếc iPhone SE 2020 nó còn ở một cái mức giá cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái độ phổ biến nó chưa nhiều, nó chưa cao, thì iPhone 8 này còn có chỗ đứng. Chứ còn ở thời điểm hiện tại thì như các bạn đã biết là chiếc SE 2020 trong cái thời gian gần đây nó xuất hiện rất là nhiều trên thị trường, thì nó chiếc iPhone 8 này đã trở nên là có thể nói là bị cạnh tranh rất là lớn đến chính từ chiếc SE 2020, tức là chúng ta có thể gọi là chiếc SE 2. Đấy. Mặc dù là xét về cái cấu hình thì nó không phải là tồi, nó ngang với con 8 Plus và mọi cái tựa game thời điểm hiện tại mình chơi nó vẫn rất là ok. Nhưng mà chiếc SE 20 nó lại vượt trội quá. Cái thứ nhất là trong cùng cái tầm giá, ví dụ như là trong cùng tầm giá thì chúng ta sẽ mua được phiên bản 256GB của chiếc iPhone 8 này. Chiếc SE 20 thì chúng ta cũng đã được một cái phiên bản gì?
128GB rồi, nó chênh nhau mặc dù là nghe thì có vẻ là gấp đôi đấy nhưng mà chênh nhau là không phải là quá lớn. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta sẽ có một hai chiếc điện thoại là kích thước là giống hệt nhau, đúng không? Và mọi thứ rất giống nhau. Đấy, nhưng mà về cấu hình thì con SE20 nó lại vượt trội hơn. Thứ hai là nó có gì? Hai SIM. Đấy. Thế cho nên là chiếc iPhone 8 này nó trở nên là rất là lép vế. Đấy, cấu hình kia là 11 Pro Max như vậy là nó hơn mấy đời nhỉ? 8 này, 10 Max này. Là 1 này. 11. Đấy, 2 đời cơ, hơn 2 đời. Đấy. Thế cho nên là nó sẽ rất là khoai nhá. Rất là khoai cho cái việc mà iPhone 8 này có thể cạnh tranh được với chính chiếc SE. Và để thấy là với cái việc FPS cao cũng như là cái chuyển động mà và độ phân giải cao thì cái mức độ chi tiết nó cho ra rất là ok, đúng không? Xa quá. Rồi, các bạn thấy đấy là màn của chiếc iPhone 8 nó đã bắt đầu bị tối đi, đúng không ạ? Đó, nó tối màn đi, khá là rõ rệt đây này. Bắn nhau. Khi tôi đóng lên thì khiến cho chiếc iPhone 8 của chúng ta nó đã bị tối màn. Đây cũng là một cái may cần phải lưu ý, nhưng mà nó không quá tối đâu. Nó iPhone thì nó tối nhưng mà nó vẫn khiến nó vẫn giúp cho chúng ta đủ có thể quan sát.
Rồi, như vậy là chỉ còn mình với một đối thủ nữa là xong trận đấu này. Rồi, máy lại tối thêm một nấc nữa, anh em thấy chưa? Rồi, như vậy là đã dính đến trưởng hoa cải của mình. Ok, như vậy là mình đã test xong ván game Free Fire như chiếc iPhone 8, chính xác là game Free Fire, không phải game Free Fire Max. Pin 22, ui dồi, khá nhiều thế. Rồi, như vậy các bạn thể thấy là với một viên pin mà 42%, cũng còn 22%, hết một ván khoảng 16-17% pin đúng không ạ? Một ván khoảng 16 phút thì như vậy là hao khá là nhiều, và chúng ta nếu như mà chúng ta có nhu cầu chơi game thì anh em nên thay pin cho chiếc điện thoại này nhá. Còn nếu mà dùng bình thường thì mình nghĩ rằng là không cần thiết lắm đâu, nếu như anh em có điều kiện sạc được. Rồi ok, và máy thì nhiệt độ cao cũng giống như rất nhiều chiếc điện thoại khác, ví dụ như iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus thì nó cũng sẽ bị tối màn hình. Tổng kết lại thì nó có hai cái yếu tố, đó là tối màn hình và màn hình nhỏ sẽ cản trở cái việc trải nghiệm game của mình. Nhưng mà các bạn thấy đấy là chiếc iPhone SE 2 nó không bị tối màn hình, chính vậy chiếc SE 2 nó lại càng chúng ta lại càng cảm thấy là nó hơn chiếc điện thoại iPhone 8 này khá là nhiều, đúng không? Về cái mặt hiệu năng. Còn xem một cách tổng quát thì chiếc iPhone 8 này vẫn chơi khá là ok, tựa game Free Fire không có vấn đề gì quá lan tan cả. Nhưng dù sao nếu như mình vẫn sẽ không chọn chiếc iPhone 8 này. Nếu như mà bắt buộc phải chọn một chiếc màn hình bé thì mình sẽ chọn chiếc SE 2, nó sẽ ngon hơn khá là nhiều. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.